Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một số món đang chuẩn bị đi về Lào Cai để làm việc với cây cây mận trong thời điểm đang nuôi trái, dưỡng trái, lớn trái và đẹp trái. Nó giúp dưỡng trái này, có cái bộ lớn dưỡng trái, đẹp trái, lên màu, chống nứt đấy. Và kết hợp cùng với thuốc sâu đục và ruồi vàng. Sâu đục trái này, ruồi vàng này, ruồi vàng gây hại chích trái non, rụng trái đấy, và rầy xanh. Đấy, một bộ của nó là sẽ có một bộ đầy đủ như này, là có một bộ canxi bo GABA lớn trái, đẹp trái, mát trái, hạn chế bị rụng trái, nứt trái này, giúp cho trái lên màu, căng tròn đẹp này. Kết hợp cùng với một chai thuốc sâu này, bộ như này các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 400 lít nước phun xịt cho cây mận trong thời điểm đang nuôi trái nhá. Để nó giúp dưỡng trái, chống bị méo vẹo trái này, dị dạng móc câu này, hạn chế bị rụng trái non này, nó giúp cho mát trái, mát bông mát trái, to trái, đẹp trái, chống sâu ruồi, phòng trị sâu đục trái và ruồi vàng gây hại trên quả non. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh nhưng mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm vào cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này, và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cô chú anh chị em cũng có thể liên lạc với em qua cái số điện thoại ở trên màn hình đây nhé. Số này có cả Zalo luôn, hoặc cũng có thể là bấm vào cái đường dẫn ở bên dưới phần mô tả ấy để mua hàng.